Hãng tin AP ngày 17 tháng 7 đưa tin một vụ tai nạn sập giàn giáo đã vừa xảy ra tại một tòa nhà ở quận Manhattan của New York, nước Mỹ. Vụ tai nạn trên một lần nữa đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn lao động tại các công trường xây dựng ở khắp nơi trên toàn thế giới. Trong đó, phần nhiều thuộc về ý thức của công nhân, nhưng trách nhiệm chủ yếu lại thuộc về những người đang sử dụng lao động. Các nhà chức trách thành phố New York thông báo sự việc vào ngày 16 tháng 7 theo giờ địa phương khi giàn giáo xây dựng ở bên ngoài tòa nhà Holstein Real Estate bị sập, khiến một người tử vong và ba người khác bị thương. Được biết, đây là tòa nhà được xây dựng trong những năm 1920. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, đồng thời phía cảnh sát sẽ phối hợp với sở xây dựng của thành phố nhằm điều tra nguyên nhân vụ việc. Chúng tôi chắc chắn sẽ kiểm tra có những ai vào thời điểm đó. Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra CCTV và phỏng vấn từng nhân viên của tòa nhà. Một khi đã rõ nguyên nhân và kết quả điều tra, chúng tôi sẽ công bố và đưa ra thông báo chính xác. Theo AP, vụ tai nạn xảy ra chỉ vài giờ sau khi một tòa nhà bỏ trống gần đó đổ sập trong công trường xây dựng lân cận.